Dạ vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý vị khán giả đến với Nâu Daily Nira. Kính thưa quý vị, song song với những hành Tết vừa mới kết thúc thì nơi này, khu Thương Xá Phúc Đông Thọ, nơi Bậc Kinh, thưa quý vị, sẽ diễn ra một chương trình đốt pháo rất là đặc biệt. Được biết là thông thường hàng năm thì là các tiểu thương ở nơi này họ sẽ cùng chọn ngày để mà đốt pháo mừng khai trương, thì cũng vậy, ngày hôm nay là ngày mùng 1 Tết và do diễn hành Tết kéo dài tới 12 giờ thành ra là nơi này cũng vậy, họ sẽ bắt đầu vào lúc 12 giờ. Phải nói rằng chưa nơi nào mà Tiến Dũng nhìn thấy đốt pháo như ở bằng khu Thương Xá Phúc Đông Thọ. Và bây giờ thì Tiến Dũng xin quý vị cùng theo dõi những hình ảnh sống động nơi này cũng như là những phong pháo dài mà nổ giòn tan báo hiệu cho một mùa xuân, một năm mới rất là may mắn, thưa quý vị. Lần nữa Tiến Dũng đang đến khu Thương Xá Phúc Đông Thọ và đây là phía trước đó quý vị. Và quý vị nhìn thấy rất là nhiều phong pháo dài đã được chuẩn bị sẵn. Như nói hàng năm nơi này thì vào ngày mùng 1 Tết sẽ là nghi thức đốt pháo gọi là giống như khai trương vậy cho một năm mới, thưa quý vị. Cứ mỗi năm vào sáng mùng 1 Tết thì họ đều tổ chức đốt pháo như thế này. Tuy nhiên do năm nay như nói là do có diễn hành Tết trùng ngày thành ra họ phải dời lại lúc 12 giờ cho thường thường là buổi sáng sớm là họ sẽ đốt pháo. Quý vị nhìn thấy những màu đỏ này, đó là những dây pháo đang chuẩn bị rất là nhiều luôn. Dạ vâng, thưa quý vị khán giả, góc độ này có thể nói là góc độ khá lý tưởng để mà có thể quan sát những phong pháo dài kia. Chút xíu nữa tất cả những dây pháo này sẽ nổ. Bây giờ thì cũng gần 12 giờ rồi và càng ngày thì thấy rằng đông đảo mọi người họ tiến về khu vực này nhiều hơn. Hồi nãy quý vị nghe tiếng pháo, vừa rồi là chỉ là những người đi ngày hôm nay và người ta đốt pháo. Nhưng mà cái này là những phong pháo đã được chuẩn bị như thế này là mới là chính thức của các gọi là tiểu thương ở trong khu Thương Xá Phúc Đông Thọ này. Họ đốt pháo cứ như là mừng khai trương trở lại. Ai cũng náo nức chờ đợi. Không khí này rất là vui quý vị ơi. Quý vị đứng đây á, quý vị sẽ nghe được mùi pháo những nơi gần gần đây họ đốt nè. Dạ. Và tiếng ồn rất là vui. Bây giờ Tiến Dũng có thể quay gần hơn cho quý vị nhìn thấy những viên pháo này thuộc dạng pháo lớn, pháo đùng, pháo lớn ra. Dạ. Kèm theo đó thì rất là nhiều những dây pháo dài. Dạ vâng. Và cũng vậy, để đốt như thế này thì họ phải giới hạn một khu vực. Và cũng vậy, những người mà nhiệm vụ đốt pháo đó, đây là những người cũng rất là chuyên nghiệp. Chúc mừng năm mới đến tất cả các quý vị bà con từ 50 tiểu bang đến với lại California, mà nơi khu người Việt
sinh sống rất là nhiều ở Cali, nhất là ở Bosa, trên đường đại lộ Bosa, tất nhiên là đường Trần Đạo, đường Sài Gòn, giống như là cái ngày Tết chung vui, tất cả mọi người đều đến chung vui. Và hôm nay là cái ngày mà mùng 1 đốt pháo, một ngày nắng ấm, một ngày đẹp, rất là đẹp trời của năm Quý Mão 2023. Xin chúc cho tất cả mọi người được sức khỏe dồi dào, bình an và vạn sự như ý. Yeah. Trên sân khấu. Vietnamese New Year. So I wish you and your family have a great Happy New Year. Happy New Year to you and to your family. Xin được chúc mừng năm mới cùng với lại tất cả quý vị và gia đình. Xin chúc quý vị an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Chúc mừng năm mới. Thank you, Assemblyman Trita. I would like to invite my former council member Sergio Contreras on stage, who is the director, current director of Midway Sanitary. Thank you. Cảm ơn quý vị ngày hôm nay Kimberly vinh dự được đứng lên trên sân khấu này để say hello với tất cả. Hôm nay Tết diễn hành vui không quý vị? Happy New Year. I'd like to wish everybody here. First of all, I'd like to thank the founder of Little Saigon, Mr. Frank Chow, and Miss Kathy, his wife, for having us and having this celebration every year. I really, truly look forward to this celebration. No matter how many firecrackers we hear pop, I still look forward to this event. This is really our main event of the day in terms of firecrackers, and it's usually held around this time. Thưa quý vị, một lần nữa, tôi biết là quý vị đã tham dự cái buổi diễn hành Tết buổi sáng ngày hôm nay rất là thành công, và chúng tôi cũng biết được là quý vị đang có ở đây, và chúng ta đang là chờ đón những tràng pháo nổ rất là rộn ràng. Chúng tôi xin một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng chúc nhau một mùa xuân mới, xuân Quý Mão. Xin tất cả mọi người chúng ta cùng chúc nhau bằng một tràng pháo tay, tôi nghe thật lớn, thật kêu, thật to và thật dài. Vâng. Thì chúng ta cùng hướng về cổng trước của Phước Lộc Thọ. Thank you.
mọi người cũng đang háo hức chờ đợi những phong pháo được đón tiếp theo quý vị. Cả hai bên và ngay cả trước luôn nữa, rất là đông đồng hương họ có mặt ở đây này. Cho quý vị xem cái hình ảnh setup ha. Đấy, quá dài luôn, dài như con rắn luôn. Wow. Cái tháo này nó dài và người ta phải gấp lại nhiều lần như vậy chứ không phải là nhiều dây. Mới nhìn thì tưởng là nhiều dây pháo, tuy nhiên thì bây giờ đến gần đó thì mình sẽ thấy là pháo nó cuộn lớn ấy vì và nó cuộn dài, rồi người ta phải trải dài nó ra hình zigzag để có thể xếp ra hết ở khu mặt kính này. Và em thấy là cái khâu sắp xếp ở dưới này nó đã hoàn chỉnh rồi đó. Bây giờ là chỉ còn vài phút nữa thôi là những phong pháo này sẽ được đốt. Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, bây giờ thì còn một phong pháo dài nhất trong loạt đốt pháo mừng mùng 1 Tết tại khu Tư Sáp Phước Đồng Thọ ngày hôm nay. Và chúng tôi có ngay cả chủ nhân của Thương Xá Phước Ngọc Thọ, đó là ông bà Frank và Kathy Zhao, đó là ông Triệu Phát. Xin thưa quý vị vỗ tay thật lớn để chào đón chủ nhân của Thương Xá Phước Ngọc Thọ cũng đang có mặt ở đây, và bà Kathy Hookers. Và xin thưa quý vị một lần nữa, xin quý vị cùng chúng ta chào đón mừng năm mới tất cả quý vị. Happy New Year.